Tuấn Âm Thanh Lai Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay em xin giới thiệu với quý vị là đến hai cái hãng bếp từ của Nhật, hai mã bếp từ của Nhật này, một loại là ba bếp, một loại hai bếp các bác nhé. Bây giờ trên thị trường mình bán rất nhiều loại bếp từ, nhưng mà em thấy là rất nhiều loại bếp từ, nhưng mà bếp từ thì nó xuất xứ cũng rất khác nhau. Đây là bếp từ này là hàng của Nhật các bạn, dùng ở điện 100, điện 100V. Hàng còn rất mới các bác nhé, hàng còn khá mới luôn này, biết còn rất mới. Ngoài ra cả máy rửa bát nữa, nhưng hôm nay em khui tạm ra đây thôi, còn hàng đây về còn nhiều lắm ạ các bạn, chưa bóc ra được, gọi là mở ra đây thôi. Bác nào lấy thì alo cho em, bởi vì là bếp từ ở ngoài bây giờ nó bán thị trường nó trôi nổi, nó rất nhiều loại, nhưng mà hàng này thì nó cũng dùng rất phổ thông mà các bạn, đặt là nó chỉ mất thêm một cái bộ đổi nguồn mình mua ở ngoài, nó chỉ tầm khoảng độ 300-400 nghìn này, không đáng bao nhiêu cả. Bác nào có lấy luôn thì em chuyển luôn cho có hết, còn bây giờ đổi nguồn họ bán phổ thông lắm nhiều. Thì về giới thiệu cho các bác là đây là cái bếp, đây là hai bếp, mã bếp từ của Nhật này, đây là loại hai bếp, đây là loại ba bếp này. Ngay sau đây em test về từng bếp cho các bác xem. Đây giới thiệu luôn cho các bác này, thứ nhất đây là nút khởi động này, nguồn này, đây nhá, khởi động bếp này. Đó, khởi động này, hiện tại là khi chưa chưa có nồi nó sẽ báo E1 này. Đấy, khi bác đặt nồi vào này, đấy đã nhận được chưa, đây là tăng này, tăng tốc độ này, giảm số này, tăng số này, đây là chế độ hẹn giờ này, ví dụ bác muốn 1 phút này, 1 phút nó tắt, nó sẽ 1 phút sau nó sẽ tự tắt luôn. Đây là chế độ hẹn giờ đấy, đấy là cái bếp thứ nhất. Bác cứ để nhé, tí nữa nó sẽ tắt bây giờ đấy. Dùng bếp từ này rất mỏng, bếp cực mỏng mà còn rất đẹp các bác nhé. Giá của em hai bếp này, cái loại hai nồi này, hai bếp này là giá 4,8 triệu, loại ba bếp này là 5,5 triệu các bác nhé. Bác nào lấy thì alo luôn cho em theo số điện thoại là 0982 246 621. Em chuyển hàng toàn quốc cho các bác. Như là hàng của Nhật các bác nhé, nó dùng điện là 100 đến 110V, có thể dùng sai 100-110V đấy các bạn, đã sôi nhé. Nhưng em muốn để cho các bác đợi là cái chế độ hẹn giờ này, tí nó xem bếp nó có ngắt hay không. Còn ví dụ như cái bếp bên này em bật này, nó chưa có nồi, nó sẽ nhấp nháy chữ E này, E1 như này đấy, nó đợi nó không có bếp đấy. Đấy các bác nhìn thấy, cái bếp bên này em hẹn giờ nó đã tự tắt nhé. Ví dụ các bác đang nấu chẳng hạn, vội vội đi đâu chẳng hạn, ấn hẹn giờ luôn, ấn hẹn giờ luôn, đợi đấy là bếp sẽ tắt. Bây giờ em đặt sang bên này nhé, bên này, này nhận nồi luôn. Bếp này là gồm có 5 số 6 số cơ, nên nấu bếp này rất nhanh, bác nào muốn nhanh nấu nhanh thốc nhanh này, tăng luôn này, thốc này, sôi luôn, cực nhanh luôn các bác nhé. Đấy, còn là bếp thứ ba, bếp thứ ba là bếp đằng sau đây, thì em bật nút nguồn đây, bác chuyển thôi. Bếp này gồm có 2 số đấy, dùng nấu nồi nhỏ đấy, đã nhận nồi. Tất cả đây, đây là hẹn giờ của bếp nhất, đây là hẹn giờ của bếp giữa đằng sau đây, đây cũng có hẹn giờ, bếp nào cũng có hẹn giờ hết đấy. Đấy, hiện tại là bếp này đã nhận, cũng bắt đầu sôi rồi. Đấy là em giới thiệu về cái bếp từ ba bếp này, ba bếp nấu. Đấy, sau đây em xin phép này, đấy xin phép được tắt. Khi các bác bật nút nguồn và ấn giữ tay này, giữ tay một lúc, bật thì giữ một lúc thì nó sẽ tắt hoặc là bật. Đấy, sau đây em xin giới thiệu sang cái bếp nấu hai nồi này, test bếp thứ nhất này, cũng tương tự như bếp bên kia thôi. Đấy, cũng tăng giảm số đây, hẹn giờ đây. Đã sôi luôn nhé bác nhé. Đấy, mọi bếp hoạt động bình thường. Em đặt sang bếp này cho bác xem này. Đấy, bếp này có nấu bếp này tốc độ khá cao đây. Em tăng tốc cho bác nhìn này, lên luôn, nấu cực nhanh luôn. Đấy là em test thì cái video clip này giới thiệu với cái bếp từ của Nhật.
Bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0982 246 621 ạ. Em xin trân trọng cảm ơn.